Dạ vâng, em Hải xin chào các bác ạ. Trong clip ngày hôm nay sẽ giới thiệu tới các bác và anh em một dòng van cơ lai số hàng nhập khẩu chính hãng chính ngạch của thương hiệu PS Audio, một trong những thương hiệu rất nổi tiếng hiện tại. Thì đây là một phân khúc vang giá khoảng dưới 2 triệu mà có tích hợp rất nhiều tính năng như là có reverb này, có echo và chip echo đời cao DSP 48 bit, và đây là phiên bản mới cho ra mắt năm 2024 của nhà hàng PS Audio. Model của sản phẩm là PS RX 350 Pro, bản nâng cấp của RX 350 các bác nhé. Thì các bác có thể thấy là thiết kế của chiếc vang này thì cũng rất là nổi bật, hai tông màu trắng và màu đen. Mặt trước là mặt phay nhôm. Phía trước thì sẽ có hai cổng mic 1, mic 2 để các bác có thể cắm mic dây. Tương ứng với đó là giác phím volume to nhỏ, chống hú này. Đấy. Và có thể tinh chỉnh reverb riêng. Đấy. Kết hợp với nó là time reverb, roam, mid và chép. Đấy thì các bác muốn chỉnh phần echo thì có thể là sử dụng chiếc tua vít được tặng kèm của nhà hãng PS Audio. Các bác có thể tinh chỉnh echo này, delay, repeat, bass trung chép của phần echo. Và về phần mic thì chỉnh cũng rất là dễ dàng, có 3 phím ở đây. Bass trung chép rất dễ hiểu đúng không ạ? Bass trung chép của nhà. Và có kết hợp điều khiển đây, có một cái mắt IR để điều khiển từ xa. Các bác có thể tinh chỉnh được cái phần volume to nhỏ của mic này, volume to nhỏ của nhạc này. Đấy. Kết hợp với nó là đường tín hiệu đầu vào, sẽ gồm những cổng như là USB, Bluetooth, cổng quang optical, AUX1, AUX2. Rất là nhiều cổng tín hiệu cao cấp hiện tại. Đây là cổng USB các bạn cắm nhạc vào đây. Volume to nhỏ của effect, của mic, của nhạc, nút nguồn ở phía bên phải. Thì đây là sản phẩm chính hãng cho nên sẽ có tem của nhà hãng, thì các bác có thể là check mã QR hoặc là kích hoạt bảo hành khi cào mã vạch đây để kích hoạt bảo hành. Về phía sau thì đây là các cổng cắm đường tín hiệu đầu vào này, AUX1, AUX2 như đầu clip em giới thiệu, volume giới hạn âm lượng đầu vào của nhạc, cổng quang optical, dâu sóng Bluetooth. Và đây là volume to nhỏ của súp này, giải tần súp, và một rắc cắm súp bằng Canon, một cổng center out, hai cổng jack live và một cổng rec để live stream, giới hạn volume của mic này. Ở phía sau sẽ có thêm 3 cổng mic nữa, hai kiểu cổng mic bằng Canon và một rắc mic bằng 6 ly. Cái này thì có thể là sử dụng mic không dây để cắm đằng sau đỡ vướng đúng không ạ? Còn hai rắc này dành cho cái mic bằng rắc Canon, rất là tiện lợi, nhà hãng đã tính hết được những cái nước đó rồi các bạn. Giá thành của em này thì rất là êm các bác nhé. Hàng chính hãng của PS Audio, được bảo hành lên tới 2 năm và được đổi mới trong vòng 3 tháng đầu. Ok, em sẽ cắm nguồn điện và kết nối chiếc vang cơ lai số PSRX 350 Pro này lên trên bộ dàn và cùng test chất âm của em nó. Xin mời các cùng theo dõi nhé. Và sau khi cắm nguồn điện vào chiếc vang PSRX 350 Pro này thì cái model sản phẩm ở đây nó sẽ sáng đèn lên, rất là đẹp đúng không ạ? Và màn hình đây thì bình thường sẽ hiển thị PS Audio, nhưng mà khi chúng ta tinh chỉnh một cái bất kỳ đấy gì vật này, nó sẽ hiển thị lên đây, tinh chỉnh nó sẽ hiển thị sâu hơn trên màn hình đây. Echo, delay, repeat, bass trung chép của phần echo này, trung chép của phần reverb, hai cổng mic phía trước. Và các bác muốn tinh chỉnh đường mic này, đường nhạc, cái phần bass trung chép thì các bác có thể là sử dụng tua vít này chỉnh bass trung chép của mic, bass trung chép của nhạc, phần input. Và sau khi mà chỉnh cơ bản ở phần bên trong này rồi thì to nhỏ cái phần echo reverb, các bác chỉ cần đây xoay đây nhiều hay ít thôi ạ, to nhỏ của mic, to nhỏ của nhạc. Em thử tính mic thôi nhá, lên 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 lên.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Một chất âm rất là hay trong cái tầm tiền chiếc vàng, mà đây đúng là một phiên bản đặc biệt, một chiến lược của nhà PS Audio, cái model là RX 350 Pro. Ok, em sẽ test một đoạn nhạc, các bác nghe thử chất âm của chiếc vang cơ tai số này nhé. Ok, các bác có thể thấy là khi tín hiệu vào thì cột sóng này nó làm cho cột sóng tín hiệu nó rất là đẹp, đúng không ạ? Và vừa rồi thì em cũng test cho các bác là chất mic và chất nhạc là đang để chung hết, để chưa chỉnh gì, chất âm nó đã hay như vậy rồi. Em bật mí các bác là chiếc vang cơ lai số phiên bản mới của PS Audio này hiện tại giá chưa tới 2 triệu đồng các bác nhé, và được bảo hành lên tới 2 năm, đổi mới trong vòng 3 tháng. Các bác liên hệ trực tiếp cho em Hải để em có thể báo giá tốt nhất, giá tốt hơn trên thị trường đối với các cơ sở đang bán các bác nhé. Ok, số hotline của miền Bắc là 0919182223. Số hotline hiện tại em Hải đang cầm trong khu vực miền Nam là 0982352313. Ok, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.